Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em còn một cây Makita XBH12. Thì giá em này là 2,6 triệu, bao gồm có tay cầm này, tay cầm catalog này, và hàng sản xuất năm 2019 nha. Vận chuyển thì nó có mớp chỗ này chút xíu, vận chuyển cho nó trầy. Thì nói chung là hàng new 100% mà do mình vận chuyển nó trầy xước. Thì giá là 2,6 triệu, còn new 100% thì giá là 2,8 triệu. Những anh em quan tâm liên hệ mình. Cái tốc độ của nó là 2.000 vòng trên phút và sử dụng chung ở pin 18V Makita. Thì pin 4A giá 1,1 triệu. Động cơ không chỗ than, ba chức năng nha anh em. Đấy. Tại vì hôm nay rất nhiều anh em hỏi mà em chưa có lên hình video. Những anh em quan tâm liên hệ mình 0962 232 180. Máy này giá của nó là 2,6 triệu cái thân máy thôi nha anh em. Đấy, những anh em đã có pin thì mua pin máy về xài, còn không có pin thì mua pin 4A 1,1 triệu, sạc 220 800 ngàn. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em.